Kìa kìa kìa, các bạn nhìn này, ba cái bạn rùa common nhá. Ba cái bạn rùa common đang chở nhau đi chơi đây này, đi shopping ý. Ôi trời ơi, xịn ho nhá. Rùa common thì thường gọi là rùa common cá sấu nhá, mấy bạn ơi. Cái bạn rùa này đang cõng nhau đi chơi đây này. Ôi xịn ý. Ấy, rùa common to khổng lồ nhá các bạn nhá. Các bạn nhìn này, ôi trời ơi, cute cun ngầu thế nhỏ. Rùa common cute cun ngầu thế nhỏ. Hôm nay mình tìm kiếm và bắt được rất là nhiều cá nhá. Các bạn nhìn này, mình bắt được mấy nghìn con cá liền nhá. Đấy, cá koi này các bạn này, cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha mấy bạn ơi. Đây là cá koi nó rất là đẹp nha. Mình bắt được mấy cái chậu cá đầy luôn nha các bạn. Rất là nhiều cá đẹp luôn nha. Đây này, con cá này, con cá koi bướm này, đẹp không? Cái xịn xò luôn. Oh my good job luôn. Các bạn ơi, còn đây là cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương của mình nha các bạn. Các bạn nhìn này. Đấy, mình đang nuôi hai cái bạn thỏ này nha. Mình rất là thích hai cái bạn thỏ này các bạn. Nên mình rất là chăm chỉ đi lấy rau muống không về cho thỏ ăn đấy các bạn ơi. Ấy, cái bạn thỏ này cute, cun ngầu đấy nhở. Ok, các bạn ơi, và bây giờ các bạn cùng mình đi bắt cá nhá. Ở cái hố nước này có nhiều cá lắm các bạn ơi. Có rất nhiều những loài cá lớn nhá. Kìa bạn rùa kìa, bạn rùa common này, bự. Ở các bạn ơi, ở cái hố nước này có nhiều cá lắm các bạn nhìn này. Rất là nhiều những loài cá nước ngọt siêu to khổng lồ nhá. Ok, và bây giờ các bạn cùng mình bắt và tìm hiểu những loài cá nước ngọt siêu to khổng lồ nhá. Hôm nay mình bắt cá vào cái chậu này nhá các bạn nhá. Ok, à, bắt cá nào các bạn ơi. Ui, nhiều cá quá. Ui, đây là các bạn rùa common nhá. Ấy, cá này, con cá này con cá chim nhá các bạn. Cá chim thuộc loài cá nước ngọt nhá. Đẹp không? To không? Ừ nhá. Ấy, rất là to luôn nhá. Cá chim đấy các bạn. Ok. Ấy, mình bắt được một con cá rồi nha. Các bạn nhìn này, ở cái hố nước này vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Còn rất nhiều cá lớn này. Kìa kìa, có cái bạn mèo tu bin nữa kìa. Tu bin lông xù nữa kìa. Đây các bạn này. Ở đây bắt được con cá ba đuôi này. Cá ba đuôi có cái bụng tròn tròn này. Oh my good job luôn. Đấy, bắt được hai con cá rồi nha. Các bạn nhìn này, ở cái hố lứt còn nhiều cá lắm nha. Còn rất nhiều cá nhá. Đây này, con cá gì đây? Ui dùi, ui, một ổ cá liền các bạn ơi. Các bạn nhìn này, các bạn cùng quan sát nha. Ui dùi, rất nhiều cá lớn nha. Oh my good job luôn. Rùa common này. Ôi cái bạn rùa common này. To 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 to. Ôi trời trời. Bự nha, bự nha. Đấy, rùa common siêu to khổng lồ các bạn. Cái bạn rùa này phải nghìn năm tuổi, rất là to nha. Đấy, các bạn rùa to. Đấy, ô kìa. Rồi rồi. Oh my good job luôn. Ai là giả, các bạn cùng quan sát nha. Ở cái hố nước này còn nhiều cá lớn ý. Còn rất là nhiều cá luôn các bạn ơi. Đây nè. Ui ui. Ai là giả. Ô kìa. Rồi 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 rồi. Ô các bạn ơi, cá này. Ô đây đây, cá này, con cá này có cái màu vàng nha các bạn. Con cá này là con cá koi nha. Cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nha mấy bạn nha. Thế là cá koi nó rất là nhiều màu nha. Đấy, rất là nhiều màu sắc nha. Đây con cá mà có cái màu đỏ này, con cá chép nha. Cá chép thuộc loài cá nước ngọt nha các bạn nhá. Đây cá koi này, bự không? To. Chưa ta khổng lồ lên, đây cá koi đấy các bạn. Đấy, ui dồi. À, mình bắt được 4 con cá rồi các bạn ơi. Ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Ui ui, một ổ cá liền đấy các bạn ơi. Ui ui, con cá rô phi này các bạn. À, là cá rô phi đấy. Đấy, cá rô phi đơn tính nha. Đây con cá hồng kết vàng này các bạn này. Cái loài cá hồng kết vàng ấy các bạn, đẹp không? Đấy, xịn luôn. Ở đây con cá, con cá gì đây? Ồ con cá này lạ lạ này, đẹp này. Con cá tàu ngầm này các bạn. Đấy, cá tàu ngầm ấy. Như kiểu cái máy bay bay trên bầu trời luôn. Xịn nhờ. Oh my good job luôn. Ôi rồi, mình bắt được một chậu cá rồi các bạn này. Ở cái hố nước thì vẫn còn nhiều cá lắm nha. Đi, con tôm này. Mình bắt được con tôm hùm này. Ui, nó bự nha. Ui, tôm hùm Alaska nha, rất là to đây này. Oh my good job luôn. Còn nhiều cá quá các bạn ơi. Đây mình bắt được con cua đây này. Con cua này thuộc loài cua dã tràng nha. Nó rất là nhiều màu sắc luôn. Đẹp nhờ. Ấy rất là đẹp luôn nha. Ô các bạn ơi, ở cái hố nước thì vẫn còn rất là nhiều cá luôn đó các bạn này. Các bạn nhìn này. Ôi trời ơi, con tôm này. Ồ các bạn ơi, mình bắt được con tôm này. Con tôm này thuộc loài tôm hùm đất nha. Ở xịn nhờ. Ôi trời ơi, cá gì đây? Ôi cá mập các bạn nhỉ. Còn rất là nhiều cá mập luôn đây này. Ôi con cá mà có cái màu vàng này là con cá koi nhá. Con cá koi đẹp nhờ, bự ấy. Ấy, có cái màu vàng luôn nhá. Xịn luôn. Oh my good job luôn. Đấy các bạn ơi. Ô con cá gì đây bự này. Oh my good job luôn. Rồi rồi. Con cá này con cá chép nha các bạn. Cá chép thuộc loài cá nước ngọt nha. Con cá chép này có cái màu xanh quân đội luôn. Bự nha. Ui, to không nào. Đấy ơi ơi ơi. Ơi. Ai à, to thế. Ấy các bạn ơi, mình bắt được một chậu cá đầy rồi đây này. Nhìn này các bạn này, ở cái hố nước này vẫn còn nhiều cá lắm nha. Các bạn nhá, còn rất nhiều cá các bạn. Đây này. Ui ui, con cá koi bự rồi. Ai, cá chê này. Ui ui, ui ui. Các bạn nhìn này. Ôi dồi ôi, cá chê to bằng con heo luôn. Ui dồi ôi. Ai da da. Ấy, cá chê đây các bạn. Cá chê thuộc bộ cá ta trơn nhá. Cho nên là bắt cá chê rất là khó luôn các bạn. Ấy da da, con cá này đẹp quá. Con cá này là con cá gì đây? Ôi con zombie đây này.
Oh my good job luôn. Còn cá koi nhá. Đấy, cá koi to bằng con heo luôn. Ờ các bạn ơi, còn nhiều cá quá. Ở cái hố đó thì vẫn còn nhiều cá lắm nhá. Đây mình bắt được con ghệ nữa đây này. Đấy, cái một du thuyền này. Ồ, chiếc du thuyền này đẹp quá. Xịn nhờ. Đấy, ồ, còn nhiều cá lắm các bạn nhỉ. Mình bắt được rất là nhiều cá luôn các bạn. Đây này, con cá trê đây này. Ồ, to không nào, các bạn cùng quan sát nhá. Ui dù, nó bự nhá. Ai dạ dạ. Con cá koi có cái màu bò sữa này các bạn này. Ở đây, cá koi có cái màu bò sữa này, xịn không? Ồ, đẹp nhờ. Đấy, ui dù, mình bắt được một chậu cá đầy rồi các bạn này. Các bạn nhìn này. Đấy, con cá koi đột biến này, con cá koi này không có vảy luôn này. Ui, xịn này, cá koi đột biến nhá. Ok. Ồ, bắt được một chậu cá rồi các bạn nhá. Ô, cái bạn rùa kìa. Các bạn nhìn này. Ui dù, toàn kìa. Ôi, cái dáng đi kìa. Ui, nguyên kìa. Giờ cá mòn thì các bạn. Toàn, siêu to khổng lồ luôn đấy nhỉ. Đấy các bạn này. Ồ, các bạn ơi. Đấy, mình bắt được con cá đó này. Con cá này là con cá koi có cái màu cam cam này, đẹp này. Ấy, cá koi đây. Đấy, rất là nhiều màu sắc đẹp các bạn nhỉ. Rồi, tới công chuyện rồi, cái bạn rùa kìa. Ồ, các bạn ơi, nhìn này. Mình phát hiện ra ở đây có một cái đầu khủng long này. Ở bên trong cái bộ lão, cái đầu khủng long này có rất là nhiều cá nhá. Ôi dồi ôi. Ui, một ổ cá liền các bạn nhỉ. Ôi dồi, nhìn này. Ôi dồi ôi. Ai già già. Rồi, tới công chuyện rồi các bạn ơi, rất nhiều cá lớn nhá. Đây, con cá lóc Amazon này. Ấy, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thả. Ui, ok à. Ui ui. Ai là cái bạn rùa này. Ôi nhô nhô. Kìa kìa, cái dáng đi kìa. Uinh nhỉ. Ui dồi. Trời. Ồ, các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ồ kìa, các bạn rùa kìa. Ồ. Ấy, rùa common ấy, to lớn nhá. Ô, cái dáng đi kìa. Ui nhờ, rung đất luôn. Ồ các bạn ơi, đấy, ui, còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đây con cá chép có cái màu đỏ luôn này. Ui giời, nhiều cá quá các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ chút cái con cá trong cái đầu khủng long để ra cái chậu đựng cá các bạn nhá. Đây này, ôi một ổ cá liền các bạn. Đấy, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá các bạn ơi. Mình bắt được hàng nghìn con cá rồi đi nè các bạn này. Rất là nhiều cá đẹp nhỉ. Ok, ok bạn mèo tu bin nung xù nữa này. Ôi, các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đem những con cá này lên cái khu chăn nuôi cá của mình nhá. Ok, đấy, cái bạn mèo tu bin nung xù này. Ui dồi, xinh nhỉ, cu tê cun ngầu đấy nhở. Ấy, ô các bạn ơi, hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm các bạn ơi. Mình bắt được rất là nhiều cá đẹp nhá. Các bạn nhìn này, các bạn cùng quan sát nhá. Hôm nay mình bắt được hàng nghìn con cá liền các bạn. Rất là nhiều cá koi nhá. Cá koi thuộc ngoài cá cảnh nước ngọt nhá mấy bạn nhỉ. Cho là cá koi nó rất là đẹp và nhiều màu sắc như vậy nhá. Đây con cá này có cái màu vàng này. Đấy, bây giờ mình sẽ thả cá vào trong cái bể bơi này nhá. Đấy, vịt con cho vịt con bơi cùng cá vàng nhá. Đấy, cái bạn vịt kiểu đẹp kìa. Ok, ok. Đấy, ui dồi, mình thả cá vào bể nhá các bạn. Các bạn cùng quan sát nhá. Đấy, mình bắt được nhiều cá lắm các bạn ơi. Còn đây là cái bể nuôi cá của mình nữa này các bạn này. Mình dùng mấy cái bể bơi này nuôi cá nhá. Còn đây là cái khu chăn nuôi các con vật dễ thương của mình nhá các bạn nhá. Đây thỏ này. Mình rất là thích cái bạn thỏ này nên mình rất là chăm chỉ đi lấy rau mang về cho thỏ ăn này các bạn. Đấy, cái bạn thỏ này xinh nhá. Hơi bị cu tê cu ngầu nhỉ. Ok. Đấy các bạn ơi, đi xê sang đằng trên này các bạn là cái khu chăn nuôi chuột của mình nhá. Các bạn nhá. Đây này. Các bạn cùng quan sát nhá. Đây là cái ngôi nhà cho chuột hamster nhá các bạn. Một gia đình nhà chuột hamster luôn nhá. Đây này các bạn cùng quan sát nhá. Hamster đấy. Hamster thuộc loài chuột cảnh nhá các bạn nhỉ. Cho nên là có thể bắt thoải mái, nó không có cắn như chuột sinh sống ngoài ruộng đồng với rừng đâu các bạn. Đây này, chuột hamster nhá. Hamster nghe nó rất là tây ba lô luôn nhá. Đây này. Oh my good job luôn. Xinh nhỉ, cu tê cu ngầu đấy nhỉ. Ok các bạn, và bây giờ mình sẽ quay đến chỗ cá nhá các bạn nhá. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm các bạn ơi. Mình bắt được rất là nhiều cá đẹp và bây giờ mình sẽ quay lại trong quá trình thả những con cá vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem nhá. Đấy, đây là cái khu chăn nuôi các con vật của mình nhá các bạn nhỉ. Ok, đấy cái bạn thỏ là xinh không? Cu tê cu ngầu không? Đấy, thỏ đang ăn rau đấy các bạn ơi. Mình rất là thích cái bạn thỏ này nha. Cho nên là mình rất là chăm chỉ đi lấy rau mang về cho thỏ ăn đấy các bạn. Ok. Còn đây là cái bể nuôi cá của mình nè các bạn này. Đây này, cái bạn cá mập này. Cá mập siêu to khổng lồ này. Ấy, ui dùi. Chuối tăm luôn kìa. Chuối bong bóng luôn kìa. Ui, xịn nhờ. Đấy, đây là con tôm này các bạn này. Tôm hùm Alaska siêu to khổng lồ này. Cá chép có cái màu đỏ này. Ui dùi. Xịn không? Hơi bị xịn xò này nha. Ok. Đấy các bạn ơi. Còn đây là những sinh vật sinh sống ngoài biển này các bạn. Đây là con bạch tuộc đấy. Bạch tuộc đấy các bạn này. Đấy, bạch tuộc có 8 cái râu nhá. Hợp xịn nhá. Đấy. Oh my good job luôn. Ok. Đây các bạn này. Đây là con
cua này, con cua da tràng này, à cái bạn cá lóc này đẹp này, đấy cá lóc này bụng tròn tròn luôn, xịn đấy nha, ok đấy, ok con dê luôn. Ủa, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thả cá vào bể nhá. Đây con cá koi có cái màu bò sữa này, cá chép này, rất là nhiều cá đẹp các bạn ơi. Đây con cá này, con cá tàu ngầm này, có cái màu đen xì luôn, màu đen như màu đen luôn. Ok đấy, ok luôn, oh my god chớp luôn. À, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đây này, cá chim này các bạn ấy, cá chim này đây, cá chim ấy, khỏe thế, to không, bự nhỏ, rất là bự luôn nhá. Ok các bạn, và bây giờ mình sẽ đi xe lên cái khu chăn nuôi rùa của mình nhá các bạn nhá. Đấy, mình bắt được nhiều rùa lắm các bạn nhỉ. Đây này, đi xe lên trên cái bể nuôi rùa của mình nhá. Đây là các bạn, cái bể nuôi rùa với nuôi ba ba của mình nhá các bạn. Đây này, các bạn nhìn này, bên trong cái bể này có rùa với ba ba nhá các bạn. Đây là con rùa này, đây con tôm này, con tôm này các bạn này, con tôm hùm đất này. Đấy, tôm hùm đất đây các bạn, có cái màu đỏ đô luôn nhá. Đấy, còn đây là rùa này các bạn ấy, cái bạn rùa này thuộc loài rùa vẽ đông nhá. Ơi đẹp luôn đấy nhỉ, ôi ơi cute thế nhở, xịn luôn. Ok đây các bạn đi, đây rùa này các bạn, rùa này có cái mai màu xanh luôn nhá, đẹp đấy. Rùa này thuộc loài rùa tai đỏ nha các bạn, rùa tai đỏ đột biến nhá, có cái mai rùa màu xanh luôn đấy các bạn, hơi bị xịn xò đấy nhá. Ok rồi các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đi bắt các con vật dễ thương thôi nhá các bạn. Hôm nay mình bắt được nhiều cá lắm nhá, và bây giờ mình sẽ đi bắt cá tiếp cho các bạn nhá. Đấy cá koi này, đấy cá koi đẹp không, cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt, rất là đẹp như vậy các bạn nhá. Xịn đi, hai con cá liền nha. Ui ui, con cá màu vàng này đẹp quá đây này. Ui, ai già già, con cá màu vàng này thuộc loài cá chép phụng đuôi dài nhá, nó có cái màu vàng luôn này, này, đẹp lắm các bạn ơi. Ui ui, còn nhiều cá lắm các bạn ơi, ở cái hố nước kéo dài này còn nhiều cá nhá. Ấy con cá này xinh quá đây này, nó có cái màu vàng luôn nha, ai già già. Ấy cá chép phụng đuôi dài nhá. Ok mình bắt được một con cá rồi nhá. Các bạn bên trên cái hố nước kéo dài này còn nhiều cá lắm các bạn. Đây này, ui dồi, các bạn ơi, đấy, có rất là nhiều những con cá nó bị mắc cạn ở cái hố nước này các bạn ơi. Đây cá đây này, đấy xịn đi, con cá này con cá chép koi nhá, cá chép koi đấy. Ôi xịn đi, mình bắt được hai con cá nữa rồi các bạn. Ok đây các bạn này, con cá này đẹp quá đây này. Ui dồi, chơi trốn tìm kỹ thế, sâu sâu ở bên trong cái bụi rau muống luôn các bạn ơi. Ui dồi, con cá này con cá chép koi có cái màu xanh này các bạn ơi, màu xanh luôn nhá, màu xanh như này, đẹp quá đây này. Ui dồi, ui bơi giỏi thế. Ok à, con cá màu đỏ này là con cá gì đây, con cá màu đỏ này thuộc loài cá chép nha các bạn, cá chép đỏ đây này. Ui dồi ui, xịn đi này. Ok à, đẹp nha, đấy cá chép có cái màu đỏ luôn nha các bạn, xịn xò luôn, xịn xò luôn đây này. Ui ok ok, đấy mình bắt được thêm ba con cá nữa rồi các bạn. Ô còn nhiều cá lắm các bạn ơi, để con cá chép để bơi giỏi thế. Ui dồi, kia. Ok à, ui ai còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Ai già già, bạn bơi giỏi thế nhỏ. Ok. Ui giời giời. Ui giời. Thì ra là cái bạn cá chép coi này đi tìm đồng bọn này, bên trên này còn một ổ cá nữa các bạn này. Ui giời ơi, xinh như này. Đẹp nha. Đấy, cá chép coi có cái màu xanh luôn các bạn. Ok. Ấy mình bắt được 4 con cá, còn 2 con đây này. Hai con cá này, một con cá chim nhá. Đây con cá chim này các bạn này. Ui con cá chim này đẹp thế. Có cái size nhỏ này đẹp thế này. Ôi giời ơi, con cá chim này có cái vây màu đỏ đây này. Ui xịn xò luôn. Ok con dê này này. Ok à, nhảy đó tân. Ồ xịn nha các bạn ơi, ở cái hố nước kéo dài này còn rất nhiều cá luôn các bạn. Đây còn cá chim này, ui xịn đi, cá chim thuộc ngoài cá nước ngọt nha các bạn. Ok đấy, đẹp không đấy, mình bắt được 5 con cá nữa rồi các bạn. Đây còn con đây này, con cá này là con cá ba đuôi nhá, cái loài cá ba đuôi có cái bụng tròn tròn như con heo luôn. Con cá này có cái màu xanh ngọc bích như này, ôi xinh nhỏ dễ thương ấy, cứ tê nhỏ ấy. Ui giời ơi, mình sẽ đi dọc cái hố nước kéo dài này các bạn. Đây bên trên cái hố nước kéo dài này còn nhiều cá lắm các bạn ơi. Đấy 1 2 3 con nữa kìa, ba con cá nữa các bạn. Con cá này to lớn này, con cá này là con cá koi bướm nhá các bạn. Con cá koi bướm này có cái màu cam cam đẹp quá đây này. Ui dồi ôi, ok à bạn, ôi xinh nha xinh nhá, có cái đuôi rất là dài các bạn. Đây con cá này là con cá koi bướm nhá các bạn, cá koi thuộc loài cá cảnh nước ngọt nhá. Cá koi nó cũng có rất là nhiều loài các bạn ơi, cá koi thường, cá koi bướm, cá koi Việt. Ồ, cá coi F1, cá coi F2, cá coi F10 luôn. Xịn đi. Đây còn cá coi bướm đây các bạn này, có cái màu trắng nha. Đấy, cá coi bướm màu trắng đẹp quá đi. Ui ui, to lớn nha, bự nha bự nha. Các bạn ơi, đấy, đẹp không? Cá coi bướm có cái màu trắng luôn đây này, to lớn không nào. Cá coi siêu to khủng nô luôn. Đẹp nha. Đấy các bạn ơi, ở cái hố nước đấy vẫn còn cá nha các bạn. Đây con cá coi này to đây này, con cá coi này có cái màu vàng đây này. Ôi dồi ôi, to không nào, bự không nào.
siêu to khổng lồ luôn các bạn. Ui ui, bự nhá. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Ok. Ấy to không nào? Đấy, xịn xò luôn. Ok. Đấy, vậy là mình đã bắt thêm được một thùng cá nữa rồi này các bạn này. Rồi và bây giờ mình sẽ đem hết những con cá này mang về thả vào cái bể nuôi cá của mình nhá các bạn. Đấy, mình bắt được một cái gọi là xịn xò con bò này các bạn này. Cái chậu này rất là nhiều cá xịn nhá. Các bạn nhỉ? Đây này, con cá này là con cá la hán này các bạn này. Cái loài cá la hán thường nó sẽ có cái đầu tròn tròn như vậy các bạn nhỉ. Oh my good job luôn. Xịn đi. Đây con cá này là con cá, con cá chép sư tử nha các bạn. Con cá chép sư tử nó đẹp như vậy nhá. Nó có cái vây rất là đẹp luôn nhá. Đây con cá hồng két đỏ nha các bạn. Ok. Rồi con cá chê hùng vĩ này. Ai sợ sợ. Cá chê hùng vĩ đấy các bạn. Chết chơi khỏi bàn luôn. Oi oi. Con cá hồng két vàng này có cái màu đột biến đẹp quá đây này. Đấy, rất là xịn xò luôn nha. Đấy, cá hồng két vàng nha các bạn. Ở đây có con cá tài phát này các bạn này. Đấy, cá tài phát đây. Đẹp như kiểu cá mú luôn. Ok, đấy, cá tài phát nha các bạn nhá. Ok, các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ở đây con cá, con cá này đẹp này các bạn này. Đấy, con cá hồng két đỏ nhá. Rồi đây con cá chép sư. Đấy, cá beta đây này các bạn này. Mấy chục con liền nhá. Nhiều nhá, nhiều nhá. Cả lóc Amazon nữa nha các bạn. Đấy, cá bảy màu nữa kìa. Ôi xin đi. Ok, và bây giờ mình sẽ thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nha. Đây cái bể nuôi cá có bằng là bằng chất liệu thủy tinh nhá các bạn nhá. Ok, thả cá vào đây nào các bạn. Đây bây giờ mình sẽ dùng cái vợt để chụp những con cá này sang cái bể nuôi cá nhá. Đây các bạn. Đấy, cá lóc Amazon này, cá beta này, cá bảy màu này. Ở rất nhiều những con cá đẹp, đầy màu sắc đẹp nhá. Các bạn ơi, cá beta có cái màu á trầu kìa. Màu xanh nắng chuối rất là đẹp luôn nhá. Đấy, xịn ấy. Rất nhiều cá beta các bạn nhỉ. Cá beta nó rất là dễ nuôi nhá các bạn nhá. Không cần cái sục oxy đâu nha, nó vẫn sống khỏe các bạn nhỉ. Đấy, cá beta đây này. Ôi rất là đẹp luôn nhá. Xịn xò luôn ý. Ok. Mấy chục con cá beta này các bạn ạ. Cá beta thuộc loài cá cảnh cho nên là cá beta nó rất là nhiều màu sắc như vậy các bạn. Đa dạng như màu sắc đẹp nhá. Ok, đấy. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đấy, cá lóc Amazon này các bạn ấy. Nó nhỏ nhỏ các bạn ạ. Đấy, hôm nay mình bắt được 4 con nhá. 4 con cá lóc Amazon các bạn nhá. Đấy, đẹp không? Xịn xò luôn. Ôi, đẹp không các bạn? Đấy. Đấy, các bạn thấy mình có cái bể nuôi cá bằng thủy tinh có đẹp không nào? Xịn xò luôn, đây còn 2 con nữa. Đấy, 3 con nữa. Rồi rồi. Ok. Ồ ồ ồ. Đấy, các bạn đã xịn không? Đây. Ồ, rất đẹp luôn nhá các bạn nhá. Đấy. Oh my good job luôn. Rồi, các bạn. Đấy, có thể nhìn cá từ bên ngoài được nha các bạn nhỉ. Đây còn cá beta này. Đấy, cá beta đẹp không? Xịn xò luôn. Ôi ôi ôi. Ok ok. Rồi ôi ôi ôi. Oh my good job luôn. Đấy. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi bắt cá nữa nha các bạn nhá. Rồi đi bắt cá con vật với này, bắt cá nữa nha các bạn nhá. Ok, Nego vào đây. Đi nào các bạn. Có 2 con rắn độc các bạn ơi. 2 con rắn độc lạ luôn nhỉ. Độc lạ Bình Dương luôn. Ồ các bạn ơi, 2 con rắn này là 2 con rắn hổ mang nhá. Rồi rồi, đấy công chuyện này. Rắn độc nhỉ. Chơi luôn. Chơi lớn luôn. Bắt rắn độc luôn các bạn ơi. Đấy, rắn nhá, có cái màu đen xì luôn. Màu đen như màu đen luôn. Ui, anh ra ra. À, hai con rắn này là con 2 con rắn hổ mang chì nhá các bạn. Đây này. Nó có cái màu đen luôn nhá. Ui giời, đây này các bạn này. Chết cha. Thôi. À, nó có cái màu đen xì luôn. To. Ghê gớm nha các bạn ơi. À, dạ, cũng đánh đá lắm nhá, không đùa đâu các bạn. Chơi lớn luôn, bắt thật không đùa các bạn ơi. À, đấy, rắn độc các bạn ơi. Đấy, có cái màu đen luôn nhá. Ok, 2 con rồi nha, mình bắt được 2 con rắn rồi các bạn. Đây. xịn xò con bò thế nhờ. Ok, đấy các bạn ơi. Không đùa nha, bắt thật nhá. Đấy. Ui giời ui, đây này các bạn này. Đấy, 2 con điền các bạn nhá. Đấy, 2 con rắn rồi. Ui. Cá sấu các bạn ơi. Đây cá sấu xịn nhá. Rồi rồi. Cá sấu siêu to khổng lồ luôn các bạn. Ui giời ui. Cá sấu thuộc loài cá săn mồi nhá. À, nhìn nó như vậy nành như vậy nó rất đánh đá các bạn ơi. Cắn luôn đấy nhá. Rồi bắt này. Ui. Không được rồi. Ô để cá sấu các bạn ơi. Cá sấu các bạn. Ui giời ui, vậy là mình đã bắt được cái đuôi của nó rồi nhá các bạn. Đây cá sấu nhá. Cá sấu xịn các bạn ơi. Wow. No. Ô các bạn ơi nhìn này. Ôi ơi, cái bạn ốc mượn hồn với bạn rùa nhá. Ok à. Hai cái bạn rùa này cõng nhau đi chơi đâu đây? Đi shopping ấy. Rùa các bạn nhá, rùa common này. Rùa common siêu to khổng lồ nhá. Ok ok.
đẹp nhờ các bạn ơi. Rùa common đây thường gọi là rùa common cá sấu nhá. Đấy, ba cái bạn rùa này đang chuẩn bị cộng nhau đi chơi đi này. Ôi giời, shopping ấy. Rùa common các bạn ơi. Ok. Ui dù cái bạn rùa này phải được 1000 năm tuổi rồi nhá các bạn. Nó rất to lớn nhá. Rùa sẽ to khổng lồ ấy, các bạn rùa đi đâu đây? Ok không? Ô, tân kìa. Ôi xịn đi. Đấy, rùa common nhá các bạn. Rùa common siêu to khổng lồ nhá. Các bạn ơi. Ok. Ui dù. Oh my good job luôn. Lát nữa mình sẽ cho cái bạn rùa này ăn thịt thịt lợn nha các bạn nhá, thịt heo ấy. Ok. Ui nó bự nhỉ. Ai chà, cái bạn rùa này to không các bạn ơi. Con rùa common siêu to khổng lồ nhá. Nó rất là lớn đấy các bạn nhỉ. Bự nhá, bự nhá. Rùa này phải được 10kg nha các bạn nhá. Nó rất to ấy. Nó đi kìa, đi kìa. Cái dáng đi kìa. Wing ở động đất luôn các bạn nè. Bự nhá. Ok, oh my good job luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ lùa cái bạn rùa này vào trong cái bể nuôi rùa của mình nhá các bạn nhá. Rồi mình sẽ cho rùa ăn nhá các bạn nhỉ. Mình sẽ cho rùa ăn nhá. Đây các bạn cùng quan sát nhá. Đây các bạn nhìn này. Rùa ăn này. Ok à, táp nha. Mình đang cho rùa ăn thịt heo nhá các bạn nhá. Thịt lợn đấy. Đấy, đang ăn kìa. Ô nó ăn kìa. Ngon không nào? Ô nó táp kìa. Tọp. Ui trời ui. Bự không? Giờ cơm ngon ăn khỏe lắm các bạn ạ. Ăn khỏe nó rất là nhanh lớn các bạn nhỉ. Đấy bự không? Siêu to khổng lồ nhá. Rùa common siêu to khổng lồ của mình các bạn rất là to luôn đi. Nặng 10kg nhá các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Đấy, còn miếng thịt nữa kia ăn với bạn rùa ấy. Ok á. Ôi. Oh my good job luôn. Ôi xịn luôn. Ok. Đấy. Ồ các bạn ơi. Đấy, con rùa này xịn không các bạn? Đấy, rất là dễ thương luôn các bạn. Để mình khám phá xem bên trong quả trứng này có con vật gì không nào. Đây, trứng nhá. Rồi. Đây cũng vậy các bạn ơi, trứng. Ồ để mình coi xem nào. Rồi. Ok. Ai chạy ui ai à rồi ui bên trong cái quả trứng này nhá. Có rất là nhiều những con cá nhá, báo cáo liên tục nhá. Rồi tới công chuyện rồi, đây cái thùng đựng cá nhá. Ok ai giả xịn luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ cho hết những con cá này vào trong cái thùng đựng cá của mình nhá. Hôm nay mình bắt được thêm rất là nhiều cá nữa rồi các bạn. Xịn luôn. Ok, và bây giờ chúng ta đi khám phá tiếp xem nào. Rồi, ok, let's go bạn ơi, đi nào. Đấy. Đấy, báo nhá. Ôi trời ơi, cái gì đây? Trứng nữa. Ôi giời, các bạn ơi, trứng màu cam luôn nhá. Bên trong quả trứng màu cam này có con vật gì nữa không nào? Rồi, báo liên tục luôn. Ok. Ở đây, bên trong quả trứng màu cam này các bạn. Đấy, chật chà. Hồi hộp đây rồi. Rồi, tới công chuyện rồi các bạn. Ui dồi ôi. Bên trong quả trứng này các bạn có rất là nhiều con cá nữa nhá. Đấy, các loại cá. Cá coi, cá chép, cá chim, cá chết kìa. Con cá màu sắc luôn. Con cây. Cho con bò luôn. Bây giờ mình cho về nhá. Đấy. Ok, và bây giờ mình cùng các bạn đem những con cá này mang về nhá. Mang về nuôi làm thú cưng các bạn ơi. Rồi mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình cho các bạn xem sau nhá. Ok, đấy, rất là nhiều những con cá đẹp, rất là nhiều đa dạng màu sắc luôn. Ok, xịn luôn, xịn sò con vò luôn. Ở chỗ mình ở các bạn ơi, có cơn mưa lớn ấy. Có rất là nhiều những con cá nó bị tràn từ trên cái hồ thủy điện xuống cái mương đấy nhá. Sáng nay mình ra muộn ra một số con nó bị tèo rồi các bạn. Con cá này là con cá chép này, có cái màu đỏ này, bị tèo đây này. Một số con vẫn còn sống các bạn ơi. Đấy, rất là nhiều những con cá nó bị tèo ấy nhá. Đây con cá này, con cá coi đây này, cá chép đỏ đây này. Đấy, tèo hết rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ để con cá này với con thỏ đây. Đây, con cá coi nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ lọc những con cá là con thỏ để mình sẽ đem về nhà mình nuôi nhá. Ok, để các bạn con này vẫn còn sống đây này. Đấy, vẫn còn thỏ, khỏe nhá. Ok, một con này nhá, vẫn còn đây các bạn. Con cá này, con cá coi có cái màu vàng như đây này. Đấy, nó thỏ thì mình sẽ đem về nhá các bạn ơi. Còn nhá, còn rất nhiều các bạn. Đấy, có cái màu vàng luôn nhá. Đấy, nó mang kìa, nó thỏ kìa. Úi xui, xịt xò con bò nhá. Rồi, còn nhá. Còn đầy đây này các bạn này. Ô kìa, cá gì đây? Con cá coi như đi này. Rồi, ôi, con cá chấm này. Các bạn ơi, con cá chấm này. Con cá chấm cỏ đây này, đấy. Đây là con cá chấm cỏ siêu to khổng lồ luôn. Đấy, báo cá chấm nhá. Ok. Rồi, cá chấm đâu, ô kìa. Rồi, nó nhảy ra ngoài luôn, nó khỏe các bạn ơi. Đấy, cá chấm thuộc loài cá. Nó rất là có sức khỏe các bạn ơi. Nó còn sống khỏe lắm. Rồi đi này. Cá gì đây? Cá coi này, con cá coi này. Có cái màu đẹp thế. Có cái màu đỏ luôn đi này. Ui xin. Đấy, mượt thế nhờ. Tinh tinh rồi các bạn ơi.
Đây này, báo cá rất nhiều luôn. Ok, rồi, cá nữa đây này. Con cá này, con cá chép nữa đây. Đấy, nhâm kìa. Vẫn còn thỏ nha, thỏ khỏe luôn đấy. Rồi, còn thì con cá gì nữa đây? Ô, con cá chép đỏ luôn này các bạn này. Đấy, vẫn còn thỏ rất khỏe luôn. Rồi, đây này các bạn này. Còn đây cá luôn. Con cá ba đuôi nữa đây này. Ui dùi ui, có cái sừng tròn tròn luôn. Ôi, rất là đẹp luôn nhờ các bạn nhờ. Rồi, cá gì nữa đây? Con cá ba đuôi nữa đây này. Ai thật đẹp nhờ. Ôi, xịn nha. Ai, cá gì nữa đây? Ồ, con cá ba đuôi nữa này các bạn này. Ồ, đẹp nhờ các bạn ơi. Đấy, mình bắt được rất là nhiều những con cá các bạn ơi. Đây, bây giờ mình thả hết vào rồi các bạn. Đây, một cái bể cá luôn. Hàng nghìn, hàng vạn con cá luôn các bạn ơi. Rất là nhiều cá koi, cá chép, cá chim, cá hồng kết vàng, cá beta, rất là nhiều những loài cá cảnh siêu to khổng lồ các bạn ơi. Mình đang cho cá ăn nha các bạn. Các bạn nhìn này, các bạn cùng quan sát nha. Mình đang cho cá ăn nha các bạn ơi. Ấy, chiêu không, chiêu không? Ồ các bạn ơi, đấy mấy cái bạn cá đang ăn rất là ngon luôn nha. Ồ ấy, xinh không? Ấy, rất là nhiều cá các bạn ơi. Hôm nay mình bắt và thu thập được rất là nhiều cá các bạn ơi. Đấy, mình bây giờ đang cho cá ăn nha các bạn. Ấy, rất là đẹp luôn đi. Chiêu rất là nhiều những con cá đẹp các bạn nhờ. Ấy, xinh luôn đi nha. Chê này các bạn. Hai con cá chê này nha. Cái chê đấy, cái chê vàng luôn nha. Đây, cái chê này. Cái chê thuộc bộ cá da trơn nha các bạn. Đây, còn cá chê này có cái màu vàng luôn nha. Ai là xịn nè. Ok, cá chê vàng luôn nha các bạn. Ok luôn, đấy. Mình cho nó vào cái thùng đựng cá này nha. Đây, mình bắt được con cá rô phi rồi đây này. Đấy, cá rô phi rồi nha. Ok, ở đây có gì đây, gì đây. Ếch kìa, ếch kìa, ếch nha các bạn. Hai con ếch liền nha. Ok à, hai cái bạn ếch liền nha. Ô, cá nó đi này. Còn nhiều cá lắm nha các bạn. Ếch đi này. Oh my god, xịn xò đây này. Ôi xịn này, còn tong tong ấy. Ếch ấy, ôi đẹp nhờ. Còn ếch này này, còn nhiều cá với ếch lắm các bạn này. Đây còn ếch nữa nhá. Ôi rồi. Ok, đấy, xịn xò luôn, cho vào cái thùng này. Đấy, ok, vẫn còn ếch nha các bạn. Ở đây còn con ếch nữa đây này. Đấy, con ếch này, ok à. Hoàng tử ếch đây này, ôi rồi. Đấy, hoàng tử ếch nhá. Ok, ok con dê luôn. À, các bạn ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều các con vật rồi các bạn. Ếch này với lại cá chê này. Ở cái hố nước này vẫn còn cá nha các bạn. Đây có 1, 2, 3 con cá đây này. Ok, cá gì đây, để mình xem thuộc loài cá gì nào, đẹp đấy. Con cá này là con cá chép nha. Con cá chép phụng đuôi dài nha. À, có cái màu cam cam mà đẹp quá đây này. À, xịn không nào. Ok, đấy. Cá chép phụng đuôi dài nha các bạn. Đấy, xịn xò luôn. Ok, ở cái hố nước này vẫn còn cá nha các bạn. Đây còn con cá. Con cá koi này. Con cá koi này có cái màu trắng này. Đấy, cá koi có cái màu trắng đấy các bạn, đẹp không? Xịn xò luôn. Đấy, ok, cá koi mà có cái màu trắng ngọc trai luôn. Rất là xịn luôn các bạn. Còn cá nhá các bạn ơi, đây này còn hai con cá nữa nha. Đây con cá này, con cá chép phụng đuôi dài có cái màu vàng nữa nha. À đẹp ấy. Ok. Đây còn con cá gì đây? Con cá này là con cá. Cá koi nữa này các bạn này, con cá koi này có cái màu cam cam nữa đây này. Ok, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá rồi các bạn. Đấy, con cá ba đuôi này. Ok. Đấy, nhiều cá không các bạn ơi. Ở đây con cá gì đây? Ui dùi ui, mình phát hiện ra có một cái ổ cá nữa các bạn ơi. Hai con cá chuối nhá. Hai con cá chuối, cá lóc các bạn ơi. Để hai con cá nhá. Ấy là hai cái bạn cá này đang làm gì ở đây đây? Đang định phối hợp để sinh sản hay sao ấy. Ok, đây các bạn, cá chuối đi. Cá chuối đồng nhá các bạn. Cá chuối đồng ấy. Đấy, một con này. Đâu đây nè, ok. Ơi, xịn không? Bắt thêm một con cá chuối nhá, đây còn con đây này. Ok, ở đây còn con cá chuối đây này. Rồi, ai khỏe thế, rồi. Đấy, cá chuối đấy các bạn, xịn xò không? Ok, đấy, cho vào đây này. Ở đây con cá gì đây? Các bạn ơi, đây hai con cá cờ đây này. Đấy, mình bắt thêm hai con cá cờ nữa rồi nhỉ. Cho vào đây, đấy. Các bạn ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá rồi các bạn. Rất là nhiều những con cá cờ này, cá chuối này. Hai con cá cờ liền nhá. Ở cái mương thoát nước này có rất là nhiều những con cá bị mắc cạn nha các bạn. Đây còn con cá chê đây này. Con cá chê này có cái màu vàng đây này. Bơi giỏi thế. Rồi, to kìa. Ok à. Bơi. Ôi xịn đi. Rồi, cá chê đây các bạn. Bơi kìa. Ôi rồi. Bơi giỏi thế nhỏ. Ok à, bơi. Cá chê vàng đấy các bạn ơi. Cá chê thuộc bộ cá da trơn được ngoại lai từ Indonesia các bạn ơi. Đấy, ok. Còn nhiều cá lắm nha các bạn. Ở cái mương thoát nước thì vẫn còn cá nha. Rồi, đây mình phát hiện ra có con gì đây. Rồi. Tới công chuyện rồi các bạn ơi. Bên trên cái mương nước này mình phát hiện ra có một con ếch đây này. Ôi con ếch này. Ôi rồi ôi, hoàng tử ếch đây này. Ôi đẹp đây này. Ai à, con ếch nhá. Con ếch này có cái mai màu, có cái da ếch màu xanh xanh này, đẹp ấy. Ôi, xịn xò luôn. Ok. Ôi, các bạn ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều ếch rồi các bạn.
Ok, cho vào đây. Ok. Ok ha. Ui dồi ôi, có rất là nhiều những con vịt các bạn ơi, gà con này, gà con non to chít 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 thì bạn. Ôi xịn xò nhá. Bạn ơi, con gà này các bạn. Gà con nhá. Đấy. Thấy thương không? Con gà đây các bạn. Ok. Đây còn nữa này các bạn. Đấy. Ui dồi con gà này xinh đây. Đấy gà con đấy các bạn. Gà con non to chít 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 chít. Đây các bạn. Ôi giời ơi, vịt con này. 1 2 3 4 5. 5 con vịt con các bạn ạ. Một con vịt mà xòe ra hai cái cánh này các bạn. Đấy, con có cái màu vàng luôn nhỉ. Ok ok. Bạn ơi, lát nữa mình sẽ cho vịt con bơi cùng cá vàng các bạn xem sau nha. Bây giờ mình sẽ bắt vịt bắt gà trước nhá. Ok. Đấy, dễ thương không? Đấy, vịt con này các bạn. Vịt con nhá. Vịt con. Đấy. Ôi xịn xò nhỉ. Hai con nữa đây này các bạn. Ôi dễ thương thế nhỉ. Đấy. Ồ, ok. Ui, còn rất là nhiều gà nữa các bạn ha. Đây gà con đây này. Ồ, đây các bạn, gà con đây này. Gà con đây. Một con gà đấy các bạn. Gà con nó to chíp chíp đẹp các bạn. Con gà nó cũng biết bay như con chim nhá. Nó cũng có cánh các bạn ơi. Ok. Lớn lên là nó biết bay đấy các bạn ơi. Đấy đẹp không? Dễ thương không? Ok. Đây còn con nữa đây này. Ui dùi. À xịn xò nhá. Oh, ok. Ui dùi bạn ơi. Vậy là mình đã bắt được một giỏ này. Đây rồi này. Rất là nhiều những con vịt con gà các bạn ha. Đấy. Vịt gà con nhá. Xịn xò. Đây còn con nữa này. Ui dùi. Đấy các bạn, con gà mới được nở nhưng quả trứng nó mới bé như vậy thôi các bạn ơi. Đẹp nhá. Đấy. Ui dồi, phải nói là có mấy nghìn con cá chê luôn các bạn. Đấy, mấy nghìn con luôn các bạn, nó rất nhiều luôn nhá. Đây. Con rùa này các bạn ạ. Con rùa này thuộc con rùa common nha các bạn. Rất là to luôn đấy nhỉ. Được cả cá chê nhá. Ấy chà chà, còn có rất là nhiều những loài cá nữa các bạn nhé, không phải cá chê đâu nha. Đây các bạn ơi. Con nhá, con nhá, con nhá. Đấy. À, cá koi nữa kìa. À, cá koi đâu, con cá chép lai koi nhá. Rồi còn rất nhiều cá các bạn đấy. Con cá chép lai koi này có màu đỏ này, rực rỡ nhỉ. Ok. Cá chép lai koi có cái màu đỏ rất là rực rỡ luôn các bạn ơi. Ôi, cá chép lai koi đấy có cái màu đỏ luôn nhá. Ô sơ cây đấy, xin xò con bò không các bạn ơi. Rồi vẫn còn rất nhiều để ui cá chê các bạn. Xịn nhỉ các bạn ơi. Đấy. À, bây giờ mình sẽ dẹp hết những cây bèo tây các bạn ơi. Rồi mình sẽ bơm nước vào cho cá nó thở nhá. Đây bèo bèo hơi nhiều các bạn ơi. Đây này. Đấy, bèo hơi nhiều nhá. Đây. Có cả cá lóc các bạn ơi. Cá lóc, cá chuối đây. Đây con cá chuối đây này các bạn này. Đấy, cá chê rất nhiều luôn. Cá chê thuộc bộ cá da trơn nhá. Cho nên là bắt cá chê nó rất là thích luôn nhá các bạn. Đây con cá gì đây? Ơ kìa. Con cá này là con cá rô nhá các bạn. Đấy, xịn kìa. Đấy, nhỏ bơi giỏi thế. Ở đây các bạn, cá rô nhá. Đấy, cá rô thuộc loài cá tạp nha các bạn. Nó có cái size nhỏ như vậy thôi nhá. Đấy, xịn cho nhỏ. Ok. Đấy các bạn ơi. Mình bắt được rất là nhiều luôn nha các bạn. Đấy, ui dùi ui. Rất là nhiều các bạn. Bây giờ mình sẽ dọn sạch cái bể lên nhá. Đây con cá chuối này. Con cá chuối này. Cái chuối thì gọi là cá lóc các bạn. Bắt hơi khó một chút các bạn, nó trơn nhá. Đây này. Ui, nhiều nhá. À, vẫn còn các bạn ơi, vẫn còn rất nhiều nhá. Đây các bạn ơi, cá chuối vây xanh nhá các bạn. Cá chuối đồng vây xanh nhá. Đấy. Rồi vẫn còn nhá. Ok, đấy các bạn nhiều, thấy nhiều cá chê không nào? Đấy, mình tìm kiếm và thu thập được rất là nhiều cá chê. Và đây là cái bộ sưu tập cá chê của mình nhé các bạn. Ui, xịn xò con bò. Rất là nhiều luôn các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đây, cái bể sạch rồi nhá. Còn mỗi mình cá thôi. Còn rất là nhiều cá các bạn. Bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhá. Đấy, khi nào mà nước đầy mình sẽ quay lại cho các bạn xem cá nó bơi lội nhá. Ok. Ô, sờ cây luôn. Đấy các bạn ơi, nước đã đầy rồi nhá. Để, ấy. Ui, dùi, ui. Rất là nhiều con cá chê các bạn ơi. Ok và bây giờ bọn mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng đi nhá các bạn ơi. Rồi let's go bạn ơi, đi nào bạn ơi. Ok, mình sẽ ra cái ruộng khoai mon này nhá. Khoai mon này các bạn, để tìm kiếm thú cưng nhá các bạn ơi. Ok let's go nào, đi nào bạn ơi. Để mình xem, ui 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 ui, con rùa đây các bạn ơi. Con rùa với một con ếch nhá, thấy rồi nhá. Đấy các bạn ơi, xịn xò con bò luôn nhá. Ai chà chà, để mình coi xem nào. Dưới cái nếp dưới cái nếp bèo các bạn á, có một con ếch này. Con ếch này xịn này, con ếch này là con ếch đột biến nha. Con ếch hay thường gọi là con pong đấy các bạn. Ok, một con ếch rồi nha. Rồi để mình coi xem nào, vẫn còn à, vẫn còn nhá. Đây để các bạn, cho một chút bèo ở đây cho ếch nhảy ra ngoài nha. Rồi đây các bạn ơi, đây con rùa đây này các bạn. Con rùa này xịn này, vẫn còn nhá. Đây con ếch này các bạn này. Con ếch này là con ếch có cái màu vàng các bạn ơi, màu xám vàng này. Rất là đẹp luôn, đấy, xịn không? Rất là xịn luôn rồi các bạn. Ồ vào đây con ếch kìa, đẹp quá, có cái màu xám vàng này các bạn này. Rồi 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 rồi. Ok. Đấy bạn ơi. Đấy. Ui dù xịn xò không. Mình bắt được rất là nhiều rồi nha. Đấy có con này là con rùa nha các bạn. Con rùa này thuộc ngoài rùa thì đây có cái mai màu vàng kìa. Đẹp nha.
Con rùa này có cái mai màu vàng luôn đó các bạn. Đấy, con rùa này xịn nhá, con rùa này thuộc loài rùa gì đây? Đấy, xem nào. Rồi rồi, kìa. Kìa. Đấy, ra. Con rùa này thuộc loài rùa tai đỏ nha các bạn. À, xịn xò con bò đây rồi. Đấy. Người con rùa này thứ nhất là nhờ bùn đất các bạn. À, mình chỉ tắm cho nó cái nào. Đấy, rùa tai đỏ nha. Hello các bạn rùa nhá. Ui giời xịn xò thế nhá. Con giờ ưa rùa hoèn rùa này các bạn, rất là chất chơi người rơi luôn. Ok, đấy các bạn ơi. Đấy, u đẹp nha. Dễ thương không? Đấy, rùa thuộc loài động vật rất là dễ thương đấy các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Ok, và bây giờ bọn mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn ơi. Ok. Đấy, con ếch kìa đẹp đây này. Rồi, và bây giờ bọn mình đi bắt cá nữa nhá các bạn ơi. Đi bắt cá nhá. Rồi, let's go bạn ơi. Chúng ta đi nào các bạn ơi. Ok. Bạn ơi, vừa mới có cơn mưa nhá. Có rất là nhiều những con cá nó tràn từ trên cái ao hồ xuống các bạn. Rồi mình coi nào. Ui dù ru nó to nhá. Con cá chim các bạn ơi. Cá chim đây này. Cái trái này hả? Cá chim các bạn. To lớn nhá. Dù ru nó to bằng 3-4 cái bàn tay luôn các bạn ơi. Không đùa nhá. Bắt cá luôn đây này. Rất là lớn luôn các bạn. Chứ to khổng lồ luôn. Ok. Rồi để mình coi xem nào. Đấy. Ba. Hai con rồi các bạn, một con cá rô với một con cá chim rồi nhá. Rồi để mình coi xem là còn những ngoài cá gì nữa nào các bạn. Kìa. Một ổ luôn các bạn ơi. Đây. Ai kìa chà, con cá gì có cái màu đỏ đây. Đẹp nhá, rực rỡ đây này. Con cá này là con cá gì đây? Con cá này là con cá ba đuôi nhá. Ai có cái bụng tròn tròn như con heo luôn đây này. Cá ba đuôi các bạn. Xịn xò con bò thế nhờ. Rồi, con cá ba đuôi có màu đen đây này. Màu đen vàng luôn kìa. Ui xịn nhờ. Đấy, và vẫn còn nhá. Đây rồi. Ấy già, xịn xò con bò thế nhờ. Có cái màu đỏ này các bạn này, cá ba đuôi đây. Thế là loài cá ba đuôi rất là đẹp luôn các bạn. Có cái bụng tròn tròn như con heo luôn. Ok, let's go bạn ơi. Chúng ta bây giờ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn. Rồi, đi nào bạn ơi. Ok. Ồ bạn ơi, ui. Chà, con này là con ếch đây các bạn ơi. Con ếch Bắc Man nha. Ui. Ai chà, nó ếch Bắc Man đây các bạn. Có cái màu xanh luôn nha. Đẹp đấy nhờ, dễ thương đấy. Con ếch này đẹp đấy, lành lắm nha các bạn. Ui, xinh không? Ê kìa, đẹp không? Ếch Bắc Man cơ mở, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ cho con ếch lên tay mình cho bạn xem nha. Đây này, trên lưng nó có cái màu xanh, còn ở dưới bụng nó có cái màu vàng các bạn này. Rất đẹp, còn đây là con ốc sên này. Con ốc sên này mới xịn này, ốc sên nhá. Ốc sên đấy các bạn, ốc sên thuộc loài ốc rất là lành luôn nhá. Nó nguyên ăn cái rêu xanh ở bờ tường các bạn. Cho nên rất là dễ nuôi các bạn ơi. Đấy, xịn xò con bò không các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một like nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Đây, con này là con ốc sên nữa đây này các bạn này. Con ốc sên này đẹp đây này. Ơi, xịn là rất là nhiều màu sắc luôn các bạn. Ốc sên này rất là nhiều màu nhỉ. Đấy, con này này, đấy, cái dâu bộ dâu đây. Đấy, cái dâu của nó đây. Xịn nhá.